5 trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc. Sau khi nghe cô hiệu phó ở trường em nói sơ qua về chương trình, em thấy đây là một chương trình hay và thú vị. Em muốn tham gia chương trình để giao lưu với các bạn và mở mang được nhiều kiến thức. Thí sinh tiếp theo. Trường học Phước Long, em đây đến đây với lý do là vui chơi là 9, học hỏi là 10. Và bây giờ là thí sinh thứ tư. Em đến từ trường học cơ sở Nguyễn Văn Bé. Hôm nay em rất vui và hân hạnh được tham gia chương trình Tìm Người Thông Minh. Mong quý vị khán giả cổ vũ cho em. Lời giới thiệu của thí sinh em tên là Phương Trâm, học sinh lớp 5-2 trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Em tới đây để trao dồi thêm kiến thức. Chúng ta tiếp tục chào đón thí sinh Huỳnh Hồng Phúc. Em tên là Huỳnh Hồng Phúc, học sinh lớp 6-3 trường trung học cơ sở Quang Trung. Em đến đây với mục đích vui là 9, học tập là 10. Thí sinh tiếp theo của cuộc thi hôm nay. Chúng ta là Phương Ngân, ngôi trường mà em đang học có tên của vị tiến sĩ nông học Lương Đình Của. Em đến đây tham gia chương trình này là để giao lưu và mở rộng thêm kiến thức. Và bây giờ là thí sinh cuối cùng. Em tên là Hoàng Nguyễn Phương Dung, em học lớp 6-2 trường trung học cơ sở Bạch Đằng. Em rất vui vì được tham gia chương trình này. Xin quý vị khán giả cổ vũ cho em. Chúng ta đã vừa cùng gặp gỡ với các thí sinh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 1 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Ở vòng 1, tôi sẽ lần lượt đưa ra 9 câu hỏi mang kiến thức tổng quát. Mỗi câu hỏi sẽ có 4 lựa chọn trả lời, ứng với các phím 1, 2, 3, 4 trên bàn phím các thí sinh. Trong thời gian 5 giây từ khi tôi đọc xong câu hỏi, các thí sinh sẽ bấm phím để chọn câu trả lời cho mình. Trả lời đúng ghi được 1 điểm, sai đương nhiên là không có điểm. Sau vòng thi này, chúng ta sẽ chọn ra 6 thí sinh đến với vòng 2 của chương trình. Chúc các em tự tin, bình tĩnh và cũng thật may mắn. Câu hỏi đầu tiên dành cho các em như sau. Nhân vật trong truyện thần thoại nào sau đây là một chàng thủy thủ? Aladdin, Sinbad, Hercules, Apollo. 5 giây bắt đầu. Sinbad là đáp án chính xác. Đã có 4 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Mướp đắng là tên gọi khác của loại trái rau xanh nào? Bầu, bí xanh, khổ qua, bí đỏ. 5 giây bắt đầu. Đó là tên gọi khác của trái khổ qua. Như vậy có 7 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Đàn tranh còn được gọi là đàn thập lục vì đàn có bao nhiêu giây? 6 giây, 16 giây, 26 giây, 36 giây. 5 giây bắt đầu. Đàn tranh còn được gọi là đàn thập lục vì có bao nhiêu giây? Có 16 giây. Câu hỏi này có 5 thí sinh trả lời đúng. Quận mới Bình Tân của thành phố Hồ Chí Minh được tách ra từ huyện nào trước đây? Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi. 5 giây bắt đầu. Quận mới Bình Tân được tách ra từ huyện nào trước đây? Được tách ra từ Bình Chánh. Đã có 6 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này. Xương nào là xương duy nhất trong 15 xương mặt có thể cử động được? Xương gò má, xương trán, xương hàm trên, xương hàm dưới. 5 giây bắt đầu. Xương nào là xương duy nhất trong 15 xương mặt có thể cử động được? Đó là xương hàm dưới. Câu hỏi này có 2 thí sinh trả lời đúng. Câu hỏi thứ 6 tiếp tục dành đến các thí sinh. Ai là người anh hùng đã lấy thân mình chèn pháo trong trận Điện Biên Phủ lịch sử? Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện, La Văn Cầu, Bế Văn Đàn. 5 giây bắt đầu. Ai là người anh hùng đã lấy thân mình chèn pháo trong trận Điện Biên Phủ lịch sử? Đó là anh hùng Tô Vĩnh Diện. Chỉ có 1 thí sinh trả lời đúng câu hỏi này mà thôi. Chúng ta sẽ cùng được biết điểm số các thí sinh ghi được sau 6 câu hỏi đầu tiên của vòng 1. Ở vị trí dẫn đầu là 3 thí sinh Phương Trâm, Phương Ngân và Phương Dung. Các em đồng ghi được 5 điểm. Tiếp theo là Kim Ngân, em ghi được 3 điểm.
của nữ ca sĩ Hồng Nhung hay Phương Thanh? Phương Thanh. Hồng Nhung. Đồng dao là những câu hát dí dỏm dành cho người lớn đúng hay sai? Sai. Chính xác. Thở sô-cô-la biết hát là biệt danh của nữ ca sĩ nào? Đan Trang. Đúng. Ca khúc We Are The World thuộc dạng ca khúc cộng đồng hay ca khúc thiếu nhi? Cộng đồng. Đúng. Chương trình ca nhạc Làn Sóng Xanh 99,9 MHz được phát trên sóng phát thanh hay truyền hình? Phát thanh. Chính xác. Và như vậy Phương Trâm đã ghi được 5 điểm. Điểm số cho bước này là 5 điểm bằng với số điểm của Phương Dung. Chúc mừng em. Giờ đây là lượt lựa chọn cuối cùng của Thảo Vy. Em còn lại lĩnh vực nghệ thuật. Bắt đầu. Mr. Bean là nhân vật có thật hay không? Có. Không. Không chính xác. Ca sĩ Tóc Tiên hiện là sinh viên trường đại học Bách Khoa hay Y Dược? Bách Khoa. Y Dược. Origami là nghệ thuật xếp giấy của Trung Quốc hay Nhật Bản? Nhật Bản. Đúng. Đàn sitar là nhạc cụ dân tộc của Việt Nam hay Ấn Độ? Ấn Độ. Đúng. Xiếc là một môn nghiêng về nghệ thuật hay thể thao? Nghệ thuật. Đúng. Người ta có thể dùng vi tính để làm phim hoạt hình được không? Được. Đúng. Tài tử là từ thường dùng để chỉ diễn viên điện ảnh hay sân khấu? Sân khấu. Diễn viên điện ảnh. Và như vậy Thảo Vy đã ghi được 4 điểm ở lượt lựa chọn của mình. Chúc mừng em. Bản tiền lúc này đây chắc chắn đã có sự thay đổi thú vị. Dẫn đầu vẫn là hai thí sinh Phương Dung và Phương Trâm đồng được 10 điểm. Thảo Vy vươn lên vị trí thứ 3 với 6 điểm. Và như vậy ba thí sinh Hồng Phúc, Phương Ngân và Kim Ngân sẽ chia tay với chương trình chúng ta. Các em sẽ được nhận phần học bổng trị giá 500.000 đồng và một kỷ niệm chương của chương trình. Ba thí sinh còn lại sẽ tiếp tục có mặt trong vòng 3 của chương trình Tìm Người Thông Minh. Tương tự như ở vòng 2, bắt đầu vòng 3, các thí sinh sẽ cùng đến với trò chơi giải mã để chọn vị trí đứng và thứ tự ưu tiên. Bộ giải mã cũng không có gì khác hơn so với vòng 2. Các thí sinh cũng sẽ được cung cấp một dãy số và gợi ý. Dãy số dành cho các thí sinh như sau: 227. Gợi ý: xe hơi. Mời các em. Đã có một thí sinh hoàn thành. Kết thúc phần giải mã. Kết quả của chúng ta như sau. Đó là từ car, xe hơi. Kết quả giải mã đã giúp chúng ta xác định được vị trí của các thí sinh ở vòng 3. Vị trí số 1 là Hoàng Nguyễn Phương Dung, Phạm Phương Trâm và Trần Thị Thảo Vy. Ở vòng 3, màn hình sẽ có 36 ô ứng với 36 câu hỏi, trong đó có 6 câu hỏi ở mức độ khó, 6 câu hỏi ở mức độ vừa, còn lại 24 câu hỏi dễ. Các thí sinh sẽ lần lượt lựa chọn và trả lời 5 câu hỏi, thời gian tối đa mỗi câu là 10 giây. Trả lời đúng một câu hỏi khó ghi được 3 điểm, một câu hỏi vừa ghi được 2 điểm, một câu hỏi dễ ghi được 1 điểm. Trong trường hợp thí sinh chọn và trả lời đúng 5 câu hỏi liên tiếp trong cùng một hàng, dọc, ngang hoặc chéo, thì ngoài số điểm ghi được ở từng câu, các em còn được cộng thêm 5 điểm ở vòng thi này. Lựa chọn của các thí sinh được thể hiện bằng một màu sắc khác nhau. Thí sinh Phương Dung màu đỏ, Phương Trâm màu vàng và Thảo Vy màu xanh. Lựa chọn đầu tiên là thuộc về thí sinh Phương Dung. Chào Dung, sở thích của Dung là gì? Dung có thể giới thiệu cho mọi người được biết không? Dạ, em thích là đọc sách và chơi vi tính. Đọc sách. Em thường hay chọn đọc sách nào? Dạ, em đọc các loại sách về văn và toán. Và giờ đây em sẽ chọn câu hỏi nào cho mình? Em chọn câu hỏi số 7. Tiếng nói và chữ viết, cái nào có trước? Tiếng nói. Tiếng nói có trước. Trả lời rất nhanh và ghi cho mình một điểm đầu tiên. Chúc mừng Phương Dung. Lượt lựa chọn tiếp theo của Phương Trâm. Trâm cho rằng môn học nào là môn học sở trường, môn học yêu thích của Trâm? Dạ là lịch sử. Môn học lịch sử. Và sau này thì Trâm ước mình sẽ làm nghề gì? Thì nhà bác học. Một nhà bác học. Và hy vọng rằng em sẽ thực hiện được ước mơ đó của mình. Hãy cố gắng học tập và ngay bây giờ ở vòng 3 thì hãy cố gắng ghi thật nhiều điểm. Câu hỏi mà Phương Trâm lựa chọn đầu tiên là câu hỏi nào? Dạ, câu hỏi 15. Tác phẩm Ai Tư Vãn của Ngọc Hân Công Chúa làm bằng chữ Hán hay chữ Nôm? Nôm. Bằng chữ Nôm. Trâm đã có một quyết định. Trâm
và có một quyết định rất nhanh. Và em ghi được 2 điểm với câu trả lời đầy chút thành công. Lượt lựa chọn cuối cùng ở lần đầu tiên thuộc về Thảo Vi. Thảo Vi có một sở thích nào đó đặc biệt không? Thưa cô, là con có một sở thích là được đi chơi xa cùng gia đình. Và còn một cái năng khiếu nào đó mà em muốn kể cho mọi người được biết không? Dạ, năng khiếu của em là hát. Năng khiếu là hát. Em có hay tham gia văn nghệ ở trường không? Dạ có. Và giờ đây là câu hỏi của em. Thưa cô, con chọn câu hỏi số 2. Muốn nhìn rõ các ngôi sao, ta phải sử dụng dụng cụ gì? Đó là ống nhòm. Ống nhòm thì có thể chưa thể... Ống nhòm chắc chắn là chưa thể giúp ta nhìn rõ được các ngôi sao mà cần phải dùng đến kính viễn vọng. Lượt lựa chọn thứ 2 của thí sinh Phương Dung. Em xin chọn câu hỏi số 10. Người ta nuôi chim yến để khai thác thịt, lông hay tổ yến? Tổ yến. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng em. Em sẽ chọn câu hỏi nào tiếp theo? 13. Trong Thế chiến lần thứ 2, nước phát xít nào tuyên bố đầu hàng trước tiên? Đức, Ý hay Nhật? Nhật. Nước tuyên bố đầu hàng trước tiên là nước Ý. Rất tiếc, Phương Trâm chưa ghi điểm ở câu trả lời này. Chúng ta tiếp tục với lượt lựa chọn của Thảo Vi. Cô còn chọn câu số 24. Mực nang hay san hô được xếp vào ngành ruột khoang? Cô là mực nang. Người ta xếp san hô vào ngành ruột khoang. Rất tiếc là Thảo Vi chưa ghi điểm ở lượt lựa chọn thứ hai của mình. Trở lại với lượt lựa chọn của Phương Dung. Em xin chọn câu hỏi số 17. Môn bóng bàn có xuất xứ từ Anh, Pháp hay Đức? Đức. Môn bóng bàn có xuất xứ từ Anh. Phương Dung chưa ghi điểm ở lượt lựa chọn vừa rồi. Và giờ đây là Phương Trâm. Dạ, số 22. Loại trang phục nào ra đời từ thế kỷ 19 nhưng vẫn được giới trẻ ngày nay ưa thích? Đó là trang phục jean. Trâm chưa ghi điểm ở câu hỏi vừa rồi. Bây giờ là lượt lựa chọn của Thảo Vi. Thưa cô, em chọn câu số 20. Khi nói một người thiếu máu, có nghĩa là thiếu nguyên tố kim loại nào? Sắt. Thiếu sắt. 2 điểm dành để Thảo Vi của câu trả lời này, chúc mừng em. Và như vậy, các thí sinh đã vừa trải qua 3 lượt lựa chọn. Chúng ta sẽ cùng được biết điểm số các thí sinh ghi được đến thời điểm này. Ở vị trí dẫn đầu ghi được 3 điểm là thí sinh Phương Dung, đồng được 2 điểm là Phương Trâm và Thảo Vi. Các thí sinh hãy cố gắng lên ở những lượt lựa chọn tiếp theo. Trở lại với lượt lựa chọn của Phương Dung. Rồi, em xin chọn câu hỏi số 17. Trần Quang Hạ hay Trần Hiếu Ngân là người Việt Nam đoạt huy chương Thế vận hội? Trần Quang Hạ. Một vận động viên họ Trần là Trần Hiếu Ngân. Phương Dung chưa ghi điểm ở câu trả lời của mình. Tiếp tục là Phương Trâm. Dạ, em chọn câu số 19. Một câu hỏi ở mức độ dễ. Ở cùng một nhiệt độ, ta thấy nơi có gió lạnh hơn hay ấm hơn nơi lặng gió? Lạnh hơn. Lạnh hơn. Và câu trả lời này đã mang về cho em một điểm chúc mừng em. Chúng ta tiếp tục với lượt lựa chọn của Thảo Vi. Thưa cô, con chọn câu số 34. Câu hỏi ở mức độ khó. Năm 2008, chúng ta kỷ niệm 580 năm ra đời án thiên cổ Hùng Văn nào? Là